lên mình lên mình biết là hả? Thôi bán tải đi làm gì sao được đường này đấy? Đúng rồi chú. Thế này nó lên lên này. Ác nhỉ. Bán tải họ lên lên trên này. Cái này nó ngập nó mưa nó khó rồi. Xe bán tải lên đây cắm trại là lên lên đây thì nó phải qua được thương rồi. An ninh cũng như là quan sát thế đó rồi. Bây giờ tự nhiên có ai thì lưu ý địa phương mình ai cũng biết không yên tâm. Thế dưới kia là người dân mình đấy. Dưới người dân họ Thank you.
xong rồi mình xây dựng nhà ăn, xây dựng gì đó đấy Thank you.
này thành thác thức tạng. Đây là thác. Đúng, thác thức tạng. Quả xanh không? Bên kia chơi là có lắm họ.
Đấy chim mà anh ơi. Chào chào. À. Chào. Đấy chim mà. À, đi tham quan. Con ai ớt à? Bẻ ớt. Nước này chỉ có là rửa nước đá vôi.